Thưa quý vị, bản tin thế giới cho biết Hạ viện Nga thông qua dự luật cấm chuyển giới. Hạ viện Nga đã thông qua dự luật cấm người dân chuyển đổi giới tính sau nhiều quy định nghiêm ngặt về cộng đồng LGBT. Chủ tịch Hạ viện Nga là Vyacheslav Volodin thông báo ngày 14 tháng 7 rằng Duma, quốc gia Hạ viện Nga cấm chuyển đổi giới tính và quyết định này sẽ bảo vệ công dân và con em chúng ta. Chủ tịch Hạ viện Nga nói ra rằng xu hướng chuyển giới ngày càng tăng ở Hoa Kỳ chính là lý do dẫn tới sự suy thoái của nước này. Chủ tịch Hạ viện Nga khẳng định đó là điều không thể chấp nhận được và cho hay đây là lý do các nghị sĩ thông qua dự luật cấm chuyển giới. Dự luật này đã cấm mọi hoạt động phẫu thuật hay thay đổi giới tính, ngoại trừ trẻ nhỏ bị khuyết tật bẩm sinh. Nga, Trung Cộng, Triều Tiên đối đầu với Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Hoa Kỳ kêu gọi phía Liên Hiệp Quốc lên án Triều Tiên về vụ phóng hỏa tiễn vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, trong khi phía Moscow, Bắc Kinh và cả Bình Nhưỡng cáo buộc phía Washington khiến cho căng thẳng gia tăng. Và trích nguyên văn phát ngôn cho biết Mỹ lên án bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất đến vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào ngày 12 tháng 7 của Triều Tiên. Đó là lời của đại sứ đại diện Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là Jeffrey De Laurentiis phát biểu tại Hội đồng Bảo an vào ngày 13 tháng 7. Thật đáng báo động bởi Triều Tiên năm nay đã phóng 20 tên lửa đạn đạo, trong đó có 4 dòng tên lửa ICBM. Và Hội đồng Bảo an triệu tập cuộc họp theo đề nghị từ phía Hoa Kỳ, Albania, Pháp, Nhật Bản, Malta và cả Anh Quốc sau khi Triều Tiên tuyên bố thử dòng tên lửa mới ICBM và gọi đây là biện pháp răn đe đối với các đối thủ tế. Nga đã đóng cửa lãnh sự quán Ba Lan. Chính phủ Nga thông báo đóng cửa lãnh sự quán Ba Lan tại thành phố Solink, đáp trả những động thái bài Nga của Warsaw. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký sắc lệnh đóng cửa lãnh sự quán Ba Lan tại thành phố Smolensk. Nội dung sắc lệnh được công bố trên cổng thông tin chính phủ Nga. Sắc lệnh cho biết đây là biện pháp nhằm đáp trả các động thái không thân thiện bài Nga của Ba Lan, trong đó có việc Warsaw tịch thu tòa nhà đặt trường trung học của Đại sứ quán Nga vào tháng 4 và giảm sự hiện diện ngoại giao của Moskva. Thủ tướng Ba Lan cảnh báo sẽ đáp trả tương đương nếu như Nga đóng cửa lãnh sự quán nước này tại Smolensk. Pháp đã trao chương Mỹ bắt đầu bội tin cho Thủ tướng Ấn Độ. Tổng thống Macron đã trao chương Mỹ bắt đầu bội tin cao quý nhất của nước Pháp cho Thủ tướng Ấn Độ Modi vì những đóng góp cho quan hệ giữa hai nước. Và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm ngày 13 tháng 7 cho biết khi trao chương Mỹ bắt đầu bội tin cho Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, ông đã phát biểu hoan nghênh vai trò của Thủ tướng Modi trong quan hệ hữu nghị và tin cậy, điều đã đoàn kết cả hai quốc gia. Thủ tướng Modi cùng ngày cũng đã đăng lên trên Twitter bức ảnh giữa ông và Tổng thống Macron trong buổi lễ trao chương Mỹ bắt đầu bội tin và cho biết đó là một vinh dự cho quốc gia Ấn Độ có khoảng 1,4 tỷ người dân đang sinh sống. Thủ tướng Modi cho biết điều này thể hiện tình cảm sâu sắc của nước Pháp đối với Ấn Độ và là sự tiếp nối tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Chính quyền Biden đã thông báo giảm nợ 39 tỷ Mỹ kim cho sinh viên sau khi sự lỗi hành chính. Chính quyền Biden đã công bố vào thứ Sáu rằng 804.000 người đi vay sẽ được xóa nợ sinh viên trong những tuần sắp tới với tổng số nợ trị giá 39 tỷ Mỹ kim. Bộ trưởng Giáo dục Michael Cardona cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản rằng đã quá lâu những người đi vay rơi vào vết nứt của một hệ thống bị hỏng khi không theo dõi chính xác tiến trình đăng ký để được xóa nợ. Hiện tại có một số kế hoạch trả nợ dựa trên thu nhập khác nhau dành cho người vay với các khoản vay dành cho sinh viên của liên bang. Các khoản thanh toán này dựa trên thu nhập của người vay, bất kể tổng số nợ trừ thanh toán của họ. Sau khi đạt đến ngưỡng xóa nợ đã đạt là 20 hoặc 25 năm, số dư còn lại của người vay sẽ bị xóa. Bản tin cho biết thứ Hai trong tuần lễ sau là ngày cuối cùng để khai thuế cho năm 2019. Theo Sở Thuế vụ, gần 1,5 triệu người nộp thuế có thể vẫn đang hội đủ những điều kiện được hoàn thuế từ năm 2019. Và cơ quan này ước tính gần 1,5 tỷ Mỹ kim tiền hoàn trả lại thuế vẫn đang chưa có người khai nhận. Và theo luật thì người nộp thuế thường phải có 3 năm để nộp và yêu cầu hoàn thuế. Ngày khai thuế ban đầu vào năm 2020 đã bị trì hoãn khoảng 90 ngày vì do có đại dịch và do đó thời hạn trong vòng 3 năm thông thường cũng đã bị lùi lại cho đến ngày 17 tháng 7. Và theo IRS thuế vụ thì không có hình phạt nào dành cho việc nộp muộn nếu như người nộp thuế nợ tiền hoàn lại. Và nếu như người nộp thuế không nộp đúng thời hạn thì kho bạc của chính phủ sẽ vẫn giữ tiền này. Bản khai vào năm 2019 phải được nộp trên giấy thay vì
thông tin điện tử và được đóng dấu gửi đi bưu điện trước ngày 17 tháng 7.